Rồi, Thái Dũng xin chào các bạn. Thì đây là cái màn báo màn hài hước thôi giữa anh em Typhoon. Hôm nay là ngày sinh nhật anh em tháng 8, tháng 9 của Typhoon. Thì Thái Dũng Official xin gửi đến các bạn một cái clip nho nhỏ, những cái niềm vui của anh em tại một cái quán ăn uống. Ok, có gì thì mình sẽ tụ tập tiếp. Mời các bạn đến với anh em Typhoon ngày hôm nay nha các bạn. Ok. Mình là Tí đây. Mình là Tí nha. Ok. Sắp tới là anh em sẽ đi ra thăm nhà Tí đây. Dạ, ok. Tí, nói cho Tí. Anh em là muốn giao lưu với lại Tí không? Thì giao lưu với Tí nè, đúng không? Đây là anh Tí nha nha mọi người. Bạn đây là em Tí nha với em Long Nghi. Đây biết Bảo. Anh Tuấn Tony, hôm nay là tổ chức sinh nhật anh em tháng 9, trong đó có anh Tuấn Tony luôn, như là anh em tháng 8 luôn. Đây là anh Cả Tùng, chị Cả, rồi Oai siêu đẹp luôn. Đây là Dũng Trần, Thánh Bốc Đầu. Bỏ lâu rồi. Còn giới thiệu bạn đây là Đức Khổng Lồ. Hai ta, hai lúc lắm ta. Đông lắm. Mấy anh em đang coi clip của một năm vừa qua. Lâu quá, 2-3 tháng anh em mới gặp lại nè. Coi nè. Bảo David. Khó lắm. Cô Hà Đông Nhi. Hình mới tin, hình mới tin. Hôm nay mấy em bụi đời quá các bạn ơi. Em tí rồi. Tí dây khờ. Để lòng mình dừng lại tí xíu. Nhậu lên em ơi.
Em luôn, anh em luôn ngày gặp nhau. Em dạ. Chào anh. Chào anh. Chào anh. Anh nhớ cái khúc gác dai không? Anh đang đến từ từ tại giờ trời đang mưa các bạn. Thành ra hơi cực tí. Ở đây là quán Chi Kỷ số 123 Hồng Hà, quận Phú Nhuận. Thử nè. Đây là toàn view cái nơi mà hôm nay anh em Typhoon tổ chức sinh nhật của tháng 8 và tháng 9. Anh em đang tới từ từ nè bạn. Hello Cảnh. Anh Chính đi đi. Ừ, chào anh Nhật. Chào chị Thảo. Lấy con này, giờ lấy con này Tết đi về đó Tây Bắc luôn. Rồi anh em đang đến đây. Việc bạn nhẹ mỏ đá. Hello em. Cá nha bạn. Cá rồng phản quang. Đẹp lắm. Anh Tân. Hello anh Tân. Yeah, ok anh. Dạ. Quay đầu lại, quay đầu lại. Nghĩa ơi Nghĩa, xui cho em hồi nay mưa, có mình em đi mô tô lát nữa bị bắt đút lớp. Mưa đi ô tô hết rồi. Ừ, điện. Nay mưa quá mấy anh em đi xe máy Tây Gia hết các bạn ơi. Hello Kim Hồ Thiên. Mấy tháng trời mới gặp nhau các bạn. Rất là đông vui. À, anh đứng tôi đây, hội trưởng, anh Thành, hội phó, anh Tùng, Cả. Rồi anh Tân, Hoài, anh Hùng. Ok. Anh Dũng. Gặp nhau đông vui. Anh Dũng. Quá dọc này mới vô được tim vui đó. Tô Hà Đông Nghi. Tí nhà. Idol ngồi chơi siết. Mới chơi khay xong á. Mới chơi khay. Đã. Rồi chuẩn bị vô chưa? Tục. Chết rồi. Thôi ngoan. Còn có à? Nghi chắc hết thể nhớ luôn nha. Bạn đang có hành vi mới vô. Viện mấy anh em dẹo. Chừng nào hãy đợi mới được vô tiếng phun nha. Hình ba te, hình ba te. Lại là hình ba te đây. Rồi chị vui đó. Thú ơi. Rồi em Tân, vô. Anh Tân Đồng Nai. Nhiều nước quá. Bị móp chai hết rồi, móp đi tui rồi. Đây là Đồng Nghi nha. Kẻ thì Đồng Nghi sẽ lên trong năm rồi.
bàn phụ huynh. Thấy đi. Chào chị Hà. Giọng vui lắm bạn ơi. Ok. Hello Kỳ Kỳ, hello con. Xin phát biểu cảm nghĩ khi anh vô trong Thai Phun này nha. Giới thiệu ta luôn, giới thiệu ta luôn nha. Mình tên là Lê Trăng. Mày sai rồi. Và... ở đâu, ở đâu? Vậy là... lấy gì? Mày luôn mà nói là cái... mình là cái người đầu tiên ở Việt Nam mà lái được, lái xe hết 50 cái tiểu bang của Mỹ. 50 cái tiểu bang ở bên Mỹ. Là lúc đó là anh ghé bên American, là lúc đó là mình đang bên đó luôn nha anh em. Và chơi mô tô từ hồi năm 2009 á, mà mình rất là thích gần sáu. Mà tới rồi, sau đó ảnh đi qua bên LA cũng gặp mình luôn nha anh em. Hiện tại giờ con G6 bây giờ người ta chạy mình là con cái xác thứ 8. G6. G6. Đây chạy phá, chạy phá quá giờ là xác thứ 8. Bảo tên mình cũng trong cái thời gian mà chơi mô tô mình cũng trong năm tiếng rồi. Để đại diện cái cung đường đẹp ở Việt Nam để thôi. Mình chưa biết. Phát biểu của anh Lê Sa. Không à. Nói chứ là dịch vụ phía bên em là như vậy. Anh Cả ơi. Ơi. Bữa nào anh Cả mở dịch vụ mà cái mùa mà Covid anh em chơi với nhau đó. Dạ em sẽ kể cái mùa Covid đó luôn. Là anh Cả và anh Ruột, hai anh em hợp tác với nhau. Dịch vụ sao đây? À hửi hửi, chậm rưỡi, hãy hãy, chậm bậy. Nói chung là dịch vụ này là chỉ để cho anh em tay buôn thôi. Thế ngoài ra là không có ai hết. Chơi hiện tại là chơi ở Tân Phú. Gói VIP là chiều rưỡi. Gói không VIP cái lộn, gói VIP là 1 triệu. Mà gói mà gói overnight là 2 triệu. Dạ. Sau đây em kể luôn là đá chính thức xuống bình sang thoải mái. Tặng kèm luôn ghế tình yêu và hai cái ghế massage nha anh em. Anh em cứ liên hệ với anh Cả và anh Cuộc. Thôi em cũng giới thiệu sinh nhật tháng 8 luôn nha. Tại vì mùa Covid chiều qua là anh em không có hợp lại là để đi sinh nhật được. Em xin mời sinh nhật tháng 8 của anh em cho gọi là xin mời anh Hiếu. Dạ, xin mời anh Ken Hồ. Xin mời anh Hiếu. Xin mời anh Chí. Và xin mời anh Dũng. Và xin mời anh Hân. Anh em sinh nhật tháng 8 lên đây. Đâu đó, em lên đó. Tháng 8. Tại vì anh em mình có một công quýt cho nên không có dự được. Mà hôm nay gộp lại là 2 tháng luôn. Tháng 8 và tháng 9. Còn những anh em tháng 8 đâu hết rồi à, chắc thì hãy hãy cho 7 thư hửi trong giữa rồi đúng không? Thôi, bây giờ nếu mà Dũng đứng ở trên đây thì tội Dũng quá. Em cũng xin mời những thành viên của anh em sinh nhật tháng 9 lên luôn nha. Cho anh em có hỏi. Em xin mời anh Tuấn Tony đi. Sinh nhật tháng 9 nha anh em. Và sau đó em xin mời anh Tuấn Ken và anh Đức. Anh Khoa, anh Hoài, ông Minh và em Dũng.
sau đó là anh Phong, Bảo Hello, anh Phương và Phong Trần. Những anh em sinh nhật tháng 9 là anh em biết rồi, lúc nào cũng đông hơn như mọi tháng. Tháng 9 rất là nhiều, là có tới 11 thành viên lận. Chính là bọn ai? Chính là bọn đồng chính là bọn đồng. Ủa đồng có tiêu hết trơn rồi, tháng 9 đông lắm mà. Ủa tháng 6 không? Tháng 6 không? Xin nhờ, xin mời những thành viên tháng 9 sinh nhật hôm nay là Tuấn Tony, Tuấn Cam, anh Đức, anh Khoa, anh Hoài, anh Ngọc Minh, anh Dũng, anh Phong, Bảo Hello, anh Cương và Phong Trần. Xin nhờ mấy anh em lên trên khán đài đi ạ. Quấn về đi, quấn về đi. Thì cũng như mọi lần, thì cũng như mọi lần thì anh em cũng biết rồi. Cái câu thơ này em đọc hoài anh em cũng nghe mà thuộc luôn rồi đúng không? Câu thơ này em đọc hoài mà anh em nghe cũng thuộc luôn rồi đúng không? Dạ. Em cũng đọc lại cho anh nghe luôn, cho anh em nghe luôn, tại vì hôm nay em cũng là khách mời lên đây thôi. Đi xuống đi nội ơi. Em ơi, anh kêu xe bắt chó lên đây mạnh cái rồi. Dạ. Bây giờ nó ít hơn chứ lại ngoài nó gãy lắm. Câu nói của em hồi xưa giờ vẫn như vậy nha anh em. Không ai thương cha bằng mẹ, khi cha nhậu xỉn về không ai quýnh mẹ bằng cha. Cha cho cha tay đi à. Lên nhà em ơi. Xin mời mấy anh em lên khán đài để chụp hình, mấy anh em cho hỏi đi à. Ok, có luôn. Rồi anh em hát luôn nha, anh em hát luôn nha, anh em hát luôn nha. Ủa ai vậy? Ủa ai vậy? Anh Ken Hồ và anh Hiếu, anh Chí, anh Dũng và anh Hưng. Xin mời những anh em sinh nhật tháng 8 lên trên khán đài đi ạ. Và sau đây em mời sinh nhật tháng 9 của anh em trong hội là anh Tuấn Tuấn Lý, anh Tuấn Ken và anh Đức, anh Khoa, anh Hoài, anh Ngọc Vinh, anh Dũng, anh Phong, Bảo Hello, anh Cương, anh Phong Trần.
hội viên mới luôn. Xin mời hội viên mới anh Lê Sa lên nhận phần thưởng luôn là ốc thăm trúng thưởng. Và sau đây có nãy giờ em nói chuyện là có anh em nào lên cho đây chưa ạ? Xin mời những anh em trong hội tháng 8, tháng 9 sinh nhật đi lên, anh em mình đi lên trên bụi quá, hồi nắng gì giờ xuống. Không, tôi đang nói cả mày. Dạ, anh em lên đủ chưa ạ? Ủa, đâu ra, ủa sớm vậy? 16 người mà. Không, không có những người đó. Ở đây là anh em ở trong đây được quyền ra. Không được luôn hả? Lên khó rồi ạ. Rồi, xin nhắc lại mấy anh em lần nữa là những anh em sinh nhật trong hội là tháng 8, tháng 9 và lúc đầu em đã đọc tên rồi, em nhắc lại lần nữa. Tháng 8 thì em mời anh Phương, anh Giang Hồ, anh Hiếu, anh Chí, anh Dũng, anh Hưng. Tháng 9 là có anh Tony, anh Tuấn Ken, anh Đức, anh Khoa, anh Hoài, anh Ngọc Minh, anh Dũng, anh Phong, anh Bảo Hello, anh Phương, anh Phong Trần. Rồi, những người nào có tên trên đây thì lên sân khấu, còn anh ta biết Bảo thì té hoàng bên của khoa nữa. Anh nghe nói tên Bảo đó, à, Bảo Hello. Anh Phương hát hai, anh nội ơi. Anh Nhật Lầy, cà phê, té qua bên đấy. Không có tên nào của anh đó. Nè nè, anh mời chọn vô cái năm sĩ à. Anh chọn vô bánh kem cái năm sĩ đó. Cái năm sĩ đó, quy lực đó. Thằng trai luôn, thằng này bị đấm đấy. Quay đó mà lên, rồi, xin mời anh em bóc đi ạ. Bóc một cái, bóc một cái. Mày né rồi đi, không có bậy với thầy đâu. Nè. Rồi, 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 rồi. Những anh em trong đây thôi chứ. Quay đi xuống đi quay. Quay. Vui đó bạn ơi. Rồi. Em xin đọc cái phiếu của Hoa Bon Trần. Anh Nhật ạ, anh Nhật. Em ơi, giảm 15% giá thì cam. Anh Nhật ạ, sinh nhật khác khác. Khoan. Khoan này này này. Đây, đây, đây. Em xin mời chị Ngọc Công Chúa lên à. Em xin mời chị Ngọc Công Chúa lên. Em xin mời chị Ngọc Công Chúa lên. Sang mặt đó luôn nhờ. Công Chúa lá đi ạ. Không, đợi đợi đợi. Em đừng ăn rồi nè. Rồi, của Bảo là gì? Rồi, của Bảo là giảm 15% giá đề can tại AK. Rồi, chị Ngọc, chị Ngọc cũng giảm 15% luôn. Riêng anh. Rồi, giảm 15% luôn. Ở trong đây có tặng một chiếc xe nhưng mà anh em không có lấy được. Còn ai nữa không? Rồi. Rồi. Anh giảm 15%. Riêng anh tôi nói trời ơi. Riêng Anthony đủ má hơn quá, ảnh giảm tới 40%. Ây da. Ủa sao hội phó kiện ta? Khoan đợi chút. Sao hai người hội phó hội trưởng kỳ vậy? Đây giảm 20%. Ở đây giảm 40, còn em giảm 15%. Rồi nói đi em, bước lên đây. Bình thường là em qua ca đề ca đã được giảm 20%. Em là thành viên của hội mô tô Tifun. Hôm nay em nhận được cái ca đề ca cho em chúc trần nữa thì đây là 15%. Tổng cộng em được 35% đấy em. Không, cái đó nó nói cũng đúng. Riêng đó là nó 20%, nó cộng thêm này 15% là 35%. Dán cái xe cho nó xong rồi đóng cửa luôn. Không, nó quy luật dán xe nó xong đóng cửa luôn. Thôi sau đây anh em mình lên nhạc, anh em mình chơi tiếp đi. Chứ giờ anh em mình giải lao phút này đã xong rồi. Lên nhạc đi. Bi anh Minh ơi. 2 giờ sáng mùng 9 rạng sáng 1:10 anh em mình đi rước dâu cho bên tí nhà, anh Hùng của tí nhà
Và sau đó những anh em nào đi hỗ trợ bên đây thì sẽ nhớ thì Ruby là sẽ quy hết cho anh em. Hay quá. Nha, tôi xin một tràng pháo tay. Là do ở bên Acadican liên hệ với bên đây thiết kế cho anh em đi. Là xin mời anh Đức, chủ tịch Acadican lên nhận giải thưởng. Mấy đứa coi lấy bông bông nào đậm đậm xíu nha. Khoảng 5 xị, 5 xị á. Bởi vì em up clip Acadican lên, bây giờ quý giám nó gọi vô em xin giải thưởng. Hồi chữa với bạn hồi phó, hai cái nón. Nó hiệu này hiện Ruby là của bên nhớ. Đây. À, bên đây là tặng cho anh em mình. Xin nhắc lại lần nữa. Tới. À, em xin nhắc lại lần nữa nha. Rạng sáng mùng 10 tháng 10 là 2 giờ sáng. Anh em mình đi dạng giả. Dạng âm. Dạng giang rước nhau anh ruột của tí nhà. Và sau đó anh em mình đi lên cho Phú Yên luôn. Dẫn anh em nào đi là nhớ ngày này cho anh đi nha. Ok. Hey, Dũng xin chào các bạn. Thì cũng như là cũng phải tàn đúng không? Bây giờ là tàn sát luôn rồi. Mấy anh em xỉn hết trơn rồi. Dũng rất là xin lỗi nha. Tại vì cũng có uống rất là nhiều bia. Thật ra có vẻ cái vẻ mặt của Dũng á là cũng not fake, you know. À, mong các bạn hãy ủng hộ kênh Xin Chào Official. Bởi vì á, đây là cái kênh của Typhoon. Anh em Typhoon thì các bạn cũng biết rồi, đó là nổi tiếng ở Việt Nam. Sắp tới Dũng sẽ có một cái kế hoạch, đó là có hành trình là hành trình đi đất nước của anh em. Dũng xin nhắc là để mà quay về quá khứ lịch sử của từng anh em, gửi đến các bạn hãy ủng hộ kênh của Hay Dũng Official để mà xem được thêm nhiều clip. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.